Câu hỏi này liên quan đến việc đam mê trong công việc ạ. Con đã đi làm rất nhiều việc như marketing, chăm sóc khách hàng, nhân viên kinh doanh, vân vân, nhưng con không tìm thấy đam mê, vẫn mất phương hướng và không biết mình thích phải làm gì để được phấn đấu. Con mong cô giúp cho con. Chúc cô luôn khỏe mạnh, giúp đỡ được nhiều người ạ. Con xin mời cô. cô sẽ nói thực tế cái việc của cô. Lúc trước kia khi cô học đến lớp 12 xong thì gia đình cũng khó khăn cho nên cô xin đi học tiếp thì mẹ cô không cho đi học tiếp bởi vì lúc đó trên cô còn có hai chị đang đi học trên điều kiện không thể nuôi ba chị em đi học được. hồi đó thì mẹ thì thường xưng là mẹ mới mày. thế cho nên là mẹ không thể có điều kiện nuôi mày đi học được bởi vì hai chị đi học rồi. mẹ không thể nuôi mày được cho nên là mày có thi được thì mẹ cũng không thể cho đi học được. trên cô gọi là định nghiệp trong cái việc không được đi học. Hồi đó cũng không nghe ai nói rằng là mình có thể vừa đi học vừa đi làm. Bởi vì có ai nói như thế đâu, nghĩ là đi học thì mẹ phải nuôi, chứ lại không ai mở cho mình một cái hướng tức là mình không có duyên để biết được thì đó gọi là định nghiệp rồi, chứ không có sự lựa chọn nào khác rồi. Thì lúc bấy giờ cô cũng chỉ có biết là mình sẽ đi làm và lấy chồng thôi. Thế về vì cái cái tâm của mình là muốn đi học nữa mà mình không được thì mình phải đi theo định hướng thứ hai của mẹ đó là đi làm và lấy chồng thì nó không phải suy nghĩ của mình cho nên nó không đam mê nó làm gì đam mê với cái việc thích đi làm và thích lấy chồng là cả hai việc cùng thờ và không đam mê thế nhưng mà vì không không đam mê như thế thì mình cũng phải có trách nhiệm trước cuộc đời này của mình cho nên khi mình không có đam mê thì mình phải tự tạo ra cái trách nhiệm thì lúc bấy giờ cô lấy chồng xong rồi đẻ con luôn. Đẻ con rồi thì phải có trách nhiệm với cuộc sống. Vì có trách nhiệm với cuộc sống cho nên cô đi học may và đi làm may. Thế vì không có đam mê cho nên mình không phát triển được. Nó, ví dụ như mình cũng không thích là phải làm lớn, không thích là phải thế này, phải thế kia cho nên mình không có cái mong cầu là phải thế nào, phải làm lớn hay là đi học thêm quá nhiều hay là đi vay vốn để làm lớn vì mình không có đam mê. Cho nên mình chỉ có suy nghĩ là đi làm và để sống thế thôi. Thế thì khi mà cô chuyên tâm vào làm thì công việc nó tuy rằng nhỏ nhưng nó vẫn đủ sống. Đấy nó vẫn đủ sống thì trong cái chăm làm đấy nó lại sinh ra cái đam mê. Đấy, vì mình chăm mình muốn làm thì nó chính là cái muốn thành công ấy nó lại làm mà đam mê. Đấy, thì ở đó nó sinh ra cái đam mê tức là mình có trách nhiệm với cuộc sống sẽ sinh ra đam mê. Bạn cũng thế, bạn nên có trách nhiệm với cuộc sống thì bạn sẽ sinh ra đam mê thì mình sẽ có phấn đấu và chính cái đam mê đó là không phải là đam mê lúc đầu đã có mà đam mê về sau sẽ có do mình có trách nhiệm mà trên mình chuyên cần chăm chú Vì khi mình chuyên cần chăm chú thì mình hướng tới sự thành công nhỏ nhất Đấy, ví dụ như hôm nay tôi đi trồng rau thì tôi sẽ thành công là để cho nó sống cho nên tôi chăm tưới đấy và tôi muốn thành công nó là có cây rau to thì tôi lại chăm tưới nữa cho nên là cái chăm tưới đấy nó trở thành đam mê đấy cho nên đam mê là do mình tạo ra và chính cái sự đam mê đó đã đưa cô đến được đúng cái duyên từ tiền kiếp của cô đó là đam mê trong phật pháp đấy cho nên bạn hãy đam mê ngay trong hiện tại thì bạn sẽ có đam mê trong thời gian tiếp theo và bạn sẽ thành công bởi chính cái đam mê đó. Trên bạn đừng có chỗ này chán rồi bạn lại bỏ. Luôn luôn bạn thấy không phù hợp. Đấy. Ta hãy làm thật đam mê trong hiện tại thì do cái phước của ta nó sẽ sinh ra và cái duyên tiếp tới nó sẽ lâng cao chúng ta lên. Nó cứ lâng cao dần, lâng cao dần trên mình là người làm thuê. Mình hãy đam mê với công việc làm thuê này của mình chăm chút cho thật tốt, bán hàng cho thật tốt, marketing thật tốt. Khi phước của mình tăng lên thì mình sẽ có duyên gặp được cái người nào đó giới thiệu cho mình một cái công việc, cái chỗ làm đấy đủ với cái thu nhập mà phước báo của mình đáng phải có. Và cứ thế cứ thế các bạn sẽ lân tầm mình lên. Cho nên người ta hãy tạo ra đam mê ngay trong hiện tại. Còn cái nghiệp gì khiến cho bạn không đam mê như vậy vì bạn phá đi sự say mê đam mê của người khác trong quá khứ. Ví dụ người ta đi học thì bạn rủ người ta bỏ học người ta đang đi làm thì rủ người ta bỏ làm để đi chơi đấy là cái mà nhân tạo lên cho bạn trong hiện tại không có đam mê thế thì bây giờ bạn phải tự đam mê và giúp người khác có đam mê ví dụ như là thấy người khác đi làm thì bảo ơ thì đi làm đi đừng có rủ người ta vớ vẩn Hiểu không? giúp cho người khác hoàn thành công việc của họ và mình cố gắng hoàn thành công việc của mình đó là tạo ra cả nhân đối với người xung quanh cho mình và nhân cho mình mình sẽ được lợi ích trên tạo ra sự đam mê đó là một việc làm rất dễ không khó tôi cô chính bằng cuộc đời của cô đấy vì như thế cho nên mình say xưa làm việc và cái thời gian chán lản của mình ít thời gian chán lản của mình ít và vì thế cho nên mình sẽ được phước báo sẽ gắn kết với những cái gì tôi đã tích tích phước từ kiếp trước và tôi sẽ lối tiếp những đam mê từ kiếp trước của tôi. Đó là đam mê thiện lành của kiếp trước. Vì bây giờ chính sự say xưa trong các công việc thiện lành, chăm chỉ trong công việc thiện lành là đam mê thiện lành. Cho nên cái này nó sẽ khởi lên cái nhân của mình từ quá khứ kia mình đam mê làm các việc này. Nó sẽ khởi, nó kéo vào và cho chúng ta những cái duyên để chúng ta tiếp tục vận hành trong cái chiều nhân quả của nó. Chúng ta sẽ được cái kết quả rất là tốt đẹp. Dạ vâng, con xin chia lời chỉ dạy của cô. Thực sự thì qua câu trả lời của cô thì con cũng nhận thấy rằng là hiện tại có rất nhiều bạn trẻ hay nhảy các công việc hiện tại tức là cứ làm rồi thấy chán rồi lại bỏ rồi lại tìm sang các công việc của ngành khác đấy ạ. Thì thực sự thì vấn đề này nó nằm ở chính những ý thức trách nhiệm của chính các bạn trong công việc hiện tại mặc dù chúng ta có thể không may mắn bằng những người khác họ có những khả năng đam mê kiếm tiền đam mê kinh doanh hoặc đam mê marketing như bạn đã từng làm nhưng khi mà chúng ta không có cái đam mê sẵn có trong hiện tại bây giờ thì chúng ta sẽ có thể tạo ra được những đam mê đấy bằng cách là chú tâm trong hiện tại chú tâm vào trách nhiệm của chúng ta để hoàn thành tốt và dần dần chúng ta sẽ tìm ra được cái đam mê của bản thân ạ con xin cảm ơn cô <laughs>